Chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV, rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, thứ tư tuần vừa qua, học viên lớp cao đẳng Phật học đã được cô Tâm Nhật giảng kinh Lăng Nghiêm Yếu Lược và thầy Quảng Hiếu giảng kinh Tăng Nhất A Hàm. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học kinh Lăng Nghiêm Yếu Lược, cô Tâm Nhật nhắc nhở rằng Đức Phật đã hai lần bác bỏ, tâm không ở trong thân cũng không ở ngoài thân. Tôn giả A Nan liền nghĩ, tâm không ở trong thân vì trước nó không thấy lục phủ ngũ tạng, cũng không ở ngoài thân vì như thế tâm sẽ trở thành cảnh bị thấy chứ không phải là cái năng thấy. Nhưng mắt thấy tâm liền biết, vậy thì tâm núp sau con mắt. Ví như người dùng chén lưu ly trong suốt úp lên hai mắt, nhìn thấy cảnh bên ngoài không bị ngăn ngại và tâm cũng liền biết. Lúc này Phật lại bảo, con mắt núp sau chén lưu ly thì trước khi thấy ngoại cảnh cũng rõ thấy chén lưu ly. Còn tâm núp sau con mắt trước khi thấy cảnh vật thì phải thấy con mắt. Nếu cho rằng tâm thấy mắt thì con mắt trở thành cảnh bị thấy. Như vậy không thể thành nghĩa tùy thấy, nên nói tâm núp sau con mắt là không đúng lý. A Nan bấy giờ lại nghĩ tạng phủ ở trong thì tối, khiếu huyệt ở ngoài thì sáng, nên chấp rằng nhắm mắt thấy tối là thấy bên trong thân, mở mắt thấy sáng là thấy bên ngoài thân. Phật dẫn giải, khi nhắm mắt thấy tối thì cái tối đó ở trước mắt, không phải ở trong thân. Nếu không như vậy, khi vào nhà tối không có ánh đèn sáng thì đồ vật trong nhà lại là ngũ tạng lục phủ hay sao? Còn nếu như bóng tối chẳng có trước mặt thì không thành nghĩa thấy. Hơn nữa, nếu cho rằng nhắm mắt thấy tối là thấy trong thân, vậy khi mở mắt ra sao không thấy được khuôn mặt? Do vậy biết rằng không có thấy bên trong thân. Giả sử như mở mắt ra mà thấy được khuôn mặt thì tâm và con mắt phải ở ngoài hư không, không phải là thể chất của tôn giả. Chẳng lẽ Như Lai thấy mặt ông thì Như Lai cũng là thân của ông hay sao? Như vậy ông có hai cái biết, thì khi tu thành Phật phải có hai Đức Phật sao? Vậy nên biết rằng nói thấy tối là thấy bên trong thân là vô lý. Cô giáo thọ lưu ý, lúc này thức được vận dụng, nên tôn giả A Nan nghĩ đến lời Phật thường dạy, do tâm sinh nên các pháp sinh, do pháp sinh nên các tâm sinh, lại chấp rằng sự suy nghĩ ấy chính là tâm, chấp tâm hợp với chỗ nào thì liền ở chỗ ấy. Theo Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận giải thích, pháp có hai nghĩa là nhậm trì tự tánh và quỷ sanh vật giải. Quỷ sanh vật giải là phạm vi và quy tắc của vạn pháp. Nhờ quy tắc và phạm vi này mà các pháp được nhận thức rõ ràng. Nhậm trì tự tánh là khả năng duy trì năng lực với nguyên tắc tồn tại của vạn pháp. Do năng lực tồn tại này mà con người hiểu rõ quy tắc vận hành các pháp. Do tâm sinh nên các pháp sinh, như khi khởi tâm muốn làm bất cứ điều gì thì những pháp liên quan cũng theo đây mà khởi sinh. Do pháp sinh nên các tâm sinh, ví như có một cô gái đẹp, người thợ may nghĩ đến một kiểu trang phục sẽ thiết kế cho đẹp với dáng cô, người thợ tóc thì nghĩ đến kiểu tóc phù hợp cho cô ấy, còn người thợ làm trang sức thì nói nét đẹp cô ấy sẽ lộng lẫy khi đeo trang sức do mình làm. Cô gái đẹp là dự cho pháp sinh, nên tâm của những người có nghề nghiệp liên quan cùng sinh. Sự nhầm lẫn của chúng sinh là chấp vào tâm sinh khởi đó, cho là chân tâm tự tánh của mình, nên khi các pháp trần hoại diệt, vọng tâm đó là hư vọng, nên cũng hoại diệt, thì chúng sanh mất phương hướng, liền sanh đau khổ và trầm luân trong sanh tử. Vào giờ học kinh Tăng Nhất A Hàm, thầy Quảng Hiếu đã giảng bài kinh số 8 về pháp niệm an bang. An bang tức hơi thở, hành giả nên chuẩn bị thân trang nghiêm, ý thanh tịnh, ngồi kiết già buộc niệm ở trước, không có tưởng khác, chuyên nhất niệm hơi thở ra vào. Khi hơi thở dài ngắn, nóng lạnh, quán biết tôi đang thở dài ngắn, nóng lạnh.
khắp thân thể từ đầu đến chân đều nên quán biết một cách rõ ràng. Nếu hơi thở lại có dài ngắn cũng nên quán biết hơi thở có dài có ngắn. Dục tâm đặt nơi toàn thân, thấy rõ tướng trạng hơi thở, quán biết rõ ràng, gọi là niệm an bang. Hành giả được thành tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, trừ được loạn tưởng, đạt quả sa môn, tự đến niết bàn. Với phương pháp này, hành giả có thể ứng dụng để tu thiền chỉ hay thiền quán đều được cả. Thiền chỉ còn được gọi là quán sổ tức, giúp hành giả dừng lại các vọng tâm loạn tưởng. Phương pháp này rất căn bản giúp định tâm. Về thiền quán, hành giả phải biết rõ cả thân, thọ, tâm và pháp, cũng với hơi thở nơi mũi vào ra, dài ngắn hay nóng lạnh, hành giả đều nhận biết, và rồi nhận biết đến hơi thở trên toàn thân, cảm thọ khi thở như thế nào, nhận biết được có thọ lạc, thọ khổ hay thọ xả. Trong khi thở vào và thở ra, tâm có tham sân si hay không đều nên nhận biết rõ ràng. Quán chiếu sâu xa hơn để thấy rõ ngũ uẩn giai không, không có gì là tôi, là của tôi. Hơi thở vào ra trong thân tứ đại cũng là duyên giả hợp. Pháp thiền quán giúp hành giả đạt được trí tuệ. Trong bài kinh số 9 về pháp niệm thân, để thấy rõ thân ngũ uẩn này bất tịnh, nó như một cái đải da chứa 32 thể trược, ngày đêm tuôn chảy qua cửu khiếu, không có gì phải thăm đắm. Chúng sinh chìm trong tội lỗi, nhận lấy quả báo, luân hồi sanh tử trong ba cõi sáu đường, cũng do đam mê ngũ dục, chấp chặt vào sắc thân giả tạm vô thường sẽ bị hoại diệt này, mà cho là ta, là của ta, nên luôn luôn thọ khổ. Nhờ thấu rõ sự bất tịnh như vậy, chúng ta sẽ dần dần viễn ly tham ái, thị phi, giàu nghèo, danh vị, quyền thế, đúng sai, đẹp xấu, vân vân. Chúng ta không trao chuốt quá cho thân, nhưng cũng không vì thế mà hủy hoại nó. Khi chưa chứng được đạo quả, thân này như chiếc thuyền làm phương tiện để huân tu, bố thí, hành thiện, hướng dẫn con đường đạo lành cho tha nhân, để làm tư lương tiến lên bờ giác ngộ giải thoát. Thầy phân tích về tứ đại hình thành thân ngũ uẩn này là đất, nước, gió, lửa. Tính chất bốn đại này không đơn giản như chúng ta đã hiểu. Đặc tính của địa đại gồm các yếu tố như cứng, mềm, nặng, nhẹ, mịn, nhám. Các yếu tố tan chảy, ngưng tụ, kết dính là đặc tính của thủy đại. Yếu tố xê dịch và lưu động là đặc tính của phong đại. Còn đặc tính của hỏa đại là yếu tố nhiệt độ, lạnh, nóng. Như vậy, sự hình thành thân con người từ bốn đại chủng này đã định sẵn rằng pháp hữu hình tất sẽ hoài diệt. Qua bài kinh số 10, niệm sự chết cho thấy đã có sanh thì phải có tử. Chết là nguyên lý tự nhiên mà tất cả chúng sanh đều phải đi qua, cho dù chúng ta không biết khi nào sẽ chết và chết ra sao. Cũng như cho dù chúng ta có không muốn, chết vẫn là chắc chắn. Giữa hai sự chết với bất thiện nghiệp phải xa đọa và chết với nghiệp lành hướng thượng, hẳn người học Phật có sự chọn lựa đúng đắn cho mình. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 7 năm 2022, tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc sẽ có chương trình học như sau. Lớp chuyên khoa A Tỳ Đàm từ 5:45 đến 6:45 chiều, Thầy Huyền Châu giảng A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận. Lớp cao đẳng từ 7:00 đến 9:00 tối sẽ học kinh Lăng Nghiêm Yếu Lược do cô Tâm Nhật giảng và kinh Tăng Nhất A Hàm qua lời giảng của Thầy Quảng Hiếu. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Đồng thời kính mong tất cả học viên đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng để thu thập kết quả tốt nhất, cũng như không phụ công sức quý báu mà quý giáo thọ đã dành cho chúng ta. Các học viên nhớ kiểm tra email vào mỗi ngày để biết chương trình học sắp tới cũng như những thông báo cần thiết. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng tại lớp cũng như các chương trình hoằng pháp khác, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tại trang nhà bodephatquoc.org. Mọi sự đóng góp và phát tâm tiếp nối cho chương trình giảng dạy hoặc những thắc mắc về tu học, quý vị hãy liên lạc trực tiếp đến Thầy Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại
3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.